Không phải đổ nước vào. Suối hay nước gì? Trà. Trà có ngọt, có đường không hay là không có đường? Cái vớt trà mà có đường á, thì khi mà sấy á thì nó sẽ bị khô á. Nó sẽ bị dứt. Nó nhấn nó không có đàn hồi nhanh như hồi xưa nữa. Thứ hai là em thấy nó bị cháy rồi nè. Cháy lên. Nước mà. Tức là bây giờ nếu trường hợp bây giờ chỉ sấy là 450. Sấy men mà. Là em sẽ làm sạch nước cho anh, bỏ cái đông ra. Nếu mà sấy men lên thì em tính tiền. Rồi ok, cái khách thì ký tên lên kiện rồi. Chiếc laptop bị đổ trang trà sữa và bạn không biết phải làm gì, hãy đến với cấp cứu laptop.com để được cứu giúp kịp thời. Toàn bộ quy trình cấp cứu laptop dính trà sữa được các chuyên viên tiến hành tại chỗ. Quý khách hàng có thể quan sát trực tiếp. Sau khi sấy khô, chúng tôi sẽ cẩn thận kiểm tra toàn bộ chức năng của laptop để đảm bảo rằng máy hoạt động tốt nhất. Tại đây, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận laptop của bạn và tiến hành sấy khô men, sấy các linh kiện bằng những công cụ hấp sấy men laptop chuyên dụng. Vậy là chiếc laptop đã được cứu sống thành công. Nếu gặp phải tình huống tương tự, hãy nhanh chóng mang laptop đến trung tâm cấp cứu laptop.com để được hỗ trợ kịp thời. Quý anh chị cần sửa chữa laptop, ghé ngay trung tâm cấp cứu laptop để được kiểm tra hoàn toàn miễn phí, báo giá nhanh chóng, sửa chữa trước mặt quý khách. Gọi ngay hotline 1800 7008 hoàn toàn miễn phí để được hỗ trợ nhanh nhất.